Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình lại tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông ở bên cạnh cái nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục Philo ở bên cái thế giới Ultra nha các bạn. Wow, dưới đây có cái gì vậy? Ui, một cái hệ thống hang động nó bị đục lỗ anh em ạ. Khá là đáng sợ đây. Nó có thể rớt mình xuống ở cái thế giới bên dưới luôn đó. Hồi để mình kiếm đường mình đi lên cái đã. Trượt chân té xuống đây thôi mà. Tập ngày hôm nay thì mình hy vọng lại có thể gặp được nhiều em Ultra Beast khác nha các bạn. Wow, ở đây có một nhà thách đấu nè. Ông này cấp 97. Con Beryl nó vừa chết queo rồi kìa. Tới con Cider. Chết queo con Cider luôn. À đổi qua con khác hả? Venonat anh em ạ. Chơi luôn. Venonat. Ủa nó bay. Nó bay lên không. Đó, có con gì của mình nó đã lên cấp rồi kìa. Ủa Venomoth luôn. Là tiến hóa của con Venonat nè. Khá là xịn ha. Venomoth nè. Đó. Ui nó cấu máu của mình cũng khá là đau nha. Rồi. Mày tưởng là xong tôi rồi chứ. Mình sẽ đổi với con Mewtwo nha các bạn. À mình vẫn còn đang để cái con Katana ở trong luôn. Để tí mình sẽ thay nó mới được. Rồi Mega lên và dùng skill Psychic nha anh em. Ngon lành canh đau. Wow cái vùng này nó có được cái con Oricorio màu đỏ thôi à. Cũng chứ không có xịn cho lắm. Katkuna nè. Wow cái kill Aura Fear nó cũng đẹp quá ha. À có con Lycanroc nữa các bạn à. Lycanroc thường. Trời ơi. Đó, con Katana của mình lên được một cấp rồi nè. Level nó tự lên đó các bạn à. Thôi mình sẽ đổi vào con Hilego. Đó. Để mà luyện hết cái bộ này lên cái 100 trước đi rồi tính. Trong đội hình của mình thì mình chỉ để một con Caesar là cái 100 thôi. Tại vì nó có skill Phone Sweep đó các bạn ạ. Skill đó để chúng ta dùng bắt Pokemon đó. Rồi, mình sẽ bay qua bên đây nha các bạn. Wow, một cái tòa lâu đài. Lâu đài địa ngục. Đó, chúng ta sẽ đi đường cái đường này nha. Hên quá nó dẫn qua bên cái đảo này luôn. Đỡ mất công mình phải dùng ơi, đỡ mất công mình phải dùng mấy em một cái bon bay khác. À, nó cho mình cái gì đây? Rapid 2, da thỏ. Các bạn có thể lấy cũng được mà không lấy cũng được. Wow, khu này thiệt là xịn sò đó. Bên kia mình lại gặp được một cái Ultra Deep Sea kìa các bạn. Để mình coi, qua bên này luôn nha. Rồi, bay qua tới đây là được rồi. Không cần nó bay dài đâu. Nó mà bay dài chúng ta sẽ bị lắc đó. Đây, có một cái Master Chest. Qua lấy luôn. Rương Master. À được cái súp nè. Lướt sóng hả? Súp. Lướt. Cũng xịn thôi. Wow. Pikumuku. Pikumuku. Cái tên đúng chất Nhật Bản luôn nè. Thử đẹp nó luôn nha các bạn. Wow được nửa cây máu rồi. Ngon. Mình sẽ chuyển qua Extreme Speed. Xài skill này cho nó nhanh. Làm cho nó gọn ghẻ. Extreme Speed. Vẫn chưa chết luôn. Trời trâu quá vậy. Cho một cái sóng rồng nữa nè là xong luôn. Nihilego. Mình biết ngay mà. Trời đất ơi. Các bạn thấy không? Vừa nói xong là xuất hiện liền à. Đây mình phải xử đẹp cái con này. Con này luôn mới được. Nihilego. Gặp mày hơi bị nhiều lần rồi đó. Ây da da. Chết rồi mình quăng không tới các bạn ơi. Mình phải dùng em Rayquaza để mà bay lên mới được. Mày nè con. Dứt cho mày chết queo luôn. Wow đánh mình đau quá. Nihilego nè. Nó cho mình đá rất là nhiều luôn nè. Biết ngay mà. Tại vì mình đang đứng trong cái địa phận của cái vùng Ultra Deep Sea.
Ồ, vùng thường xuyên xuất hiện của cái con đó đó. Nên là đứng một xíu là nó sẽ xuất hiện cái con Nihiligo này thôi à. Dạ, giật quá vậy. Cái gì mà giật kinh khủng khiếp quá vậy? Được vàng nữa bạn ơi. Lại là những cái món quen thuộc. Lại là vàng. Vàng thì làm cho sạch luôn. Đó. À, con Rappy kìa. Nhưng mà mình sẽ không đánh nó đâu nha. Mình sẽ bay qua luôn cái vùng trước mặt nè. Chúng ta phải mau chóng thoát khỏi cái vùng Ultra Deep Sea này mới được. Không là chết. Có những cái cột vật chất nó bị thổi lên không á. Nhìn rất là đẹp ha. Ô, con gì đây vậy? À, sắp ai các bạn à? Nhìn lạ vậy. Hình như con đó mình tìm nó ở dưới hang hay sao á. Con đó thì mình có rồi. Sắp ai? Rồi, bên này có một cái rune master nè, chúng ta sẽ cùng mở ra coi. Ta-la, được hai bơ pim. Wow, skill này cũng rất là mạnh luôn nha các bạn. Sát thương cũng cao lắm á. Và bên đây lại có một cái beat chest nè. Để mình qua lấy luôn nha. Chủ yếu công việc trong tập ngày hôm nay là đi tìm thêm những em Ultra Beast mới nha các bạn. Ồ, được bứt kim Z. Viên đá hệ bọ. Đá Z hệ bọ. Để mình kiểm tra coi. Hiện tại thì mình đang có 479 con Pokemon trên 809 con. Tức là chúng ta sẽ còn 60 con chưa thu phục nữa. Wow. Tính ra là cũng cả một quãng đường đó ha. Ui. Bữa giờ để coi mình thu phục chắc cũng được kha khá môn cho biết ở bên thế giới bên này rồi đó. Để coi tập hôm nay chúng ta có được may mắn nào nữa hay không. Tập hôm trước thì mình đi rất là lâu luôn, nó mới gặp được cái em Katana đó các bạn ạ. À, tập hôm nay thì như thế nào đây? Ta là Dragon Tail, skill hệ rồng nè, đuôi rồng. Bay lên đi coi. Ở đây nó cháy rừng liên miên ha. Ghê quá hả? Ê, ê, dạ, dạ. Cho tôi bị dính nhung nham ơi. Sao nó còn cháy nữa vậy? Nhớ đồ mình nó tự dập lửa mà. Nó cháy hơi lâu rồi đó. Mấy cái vùng này không có em Legendary nào hết thì gì ta? À, chúng ta gặp được một em Rattata ở thế giới Alola các bạn ơi. Đây, Alolan Rattata. Chết quẹo luôn. Một cái Time by All Star trước mặt mình nè. Tập trước mình cũng gặp được một cái, tập này gặp được một cái nữa nè. Lại gần mấy con Ibran nó tê lê bọt đó các bạn ạ. Đây, để mình qua mình coi thử. Time by All Star. Chắc cái này mình cũng không có cần lâu đâu ha. Tại vì mình gặp nó quá nhiều rồi. Nhìn xịn chưa? Rồi, trước mặt mình nó có cái vùng jungle nè. Chúng ta sẽ cùng bay qua bển luôn nha. Hy vọng nó sẽ load map kịp. Không bị giật lắc. Cố lên. Sắp qua rồi. Cuối cùng nó cũng qua được các bạn ơi. Khổ quá à. Rồi, đi khám phá thử coi. Jungle này có gì hot không? Hình như mình còn một vài em Pokemon khởi đầu nữa mà chưa bắt được á. Chắc tập sau hoặc là những tập sau sau nữa thì mình sẽ quay trở về cái thế giới bình thường á để mà bắt tụi nó nha các bạn. Chúng ta phải đi tìm tụi nó thôi. Mình thấy thiếu tụi nó quá lâu rồi đó. À, nằm ở đây. Giấu ở đây hả? Ferrum Z các bạn ơi. Là đá Z của hệ hệ tiên. Nó giật kinh khủng luôn. Từ bên đó qua bên đây có một xíu thôi à. Đây là vùng Ultra Jungle nha các bạn. Wow, khá là xịn ha. Mình sẽ lâu chỗ này là Ultra Jungle luôn nha. Ultra Jungle đã lâu. Vùng này có xuất hiện em Ultra Beast nào mới không ta?
Mình thử đi quanh quanh coi. À, hồi nãy nó lỡ xuất hiện cái con Nihilago trước rồi, nên cái tỷ lệ spawn nó sẽ giảm lại các bạn ạ. À. Tỷ lệ mà hai con Ultra Beast xuất hiện gần nhau á, nó sẽ giảm lại. Ây da, con XK này nó bị lỗi hả? Lâu lâu thấy teleport, sợ quá à. Cậu máu cũng đau đó, nhưng mà nó chết queo luôn rồi. À, bên đây nó có một cái vùng Root Forest nè. Vùng này cũng xuất hiện một vài em huyền thoại khá là xịn đó. Đây, trước mặt mình có cái Beast Chest nè, để qua lấy coi. Beast Chest nằm đâu vậy? Trời ơi, nằm tuốt dưới đây luôn. Căng vải chưởng. Ây da, mình văng lộn cái con Raikusa qua thế giới kia rồi. Sợ quá à. Mình quăng nó lại các bạn à. Rồi, ngồi lên lại để mà lấy. À thôi, chắc mình sẽ không lấy cái quả Master Chest đó đâu. Tính lấy mà thôi. Hơi lười. Nó sẽ đi một đường thẳng luôn. Đó, cho nó gọn các bạn ơi. Khu này nó đang bắt đầu lót ra nè, nên nó sẽ hơi lắc lắc một xíu, các bạn thông cảm nha. À, một cái Wormhole xuất hiện trước mặt mình luôn. Con đi lên này kiếm chuyện với tôi hả? Đây, Wormhole đây các bạn ơi. Đường để trở về nhà đây nè. À, có con gì bị cháy kìa. Có con Gusty bị cháy. Ghê quá à. Chỗ này nó có vẻ khá là đẹp đấy. Để mình đi qua mình coi thử. Có em Pokemon xịn xịn nào không? Có vẻ như là không có rồi các bạn ơi. Cũng không có một nhà thách đấu hay là một ông dạy skill nào ở đây luôn. Mình đang cần tìm mấy ông dạy skill nè. Để mà chúng ta tiến hóa. Trời đất ơi, không có ông nào ở đây hết. Thôi kệ đi, mình sẽ thẳng tiến tiếp nha các bạn. Có một ngôi làng cái gì nè. Một cái trung tâm Pokemon. À, chỉ là một cái trung tâm thôi, mình tưởng một ngôi làng ấy chứ. Rồi mình sẽ nhảy thẳng qua. Tính nhảy thẳng qua cái trung tâm mà cái con này nó cản đường mình nè. Con Phantom này. Ồ, nhảy thẳng qua luôn nha các bạn. Kinh khủng chưa. Có thể chết. Mình thấy là mình đáp hụt ở dưới rồi. Mình tính nói là có thể đáp xuống được cái lóc kia. Ồ, lại thêm một cái Stampede Onta nữa nè. Trời ơi, gặp vài luôn á. Và một cái Beast Chest cũng như là một ông nhà thách đấu luôn các bạn à. Đây, cái ông này là cái ông mình cần đây nè. Cần mấy ông như thế này thì chúng ta mới có thể luyện tập cho Pokemon được chứ. Một em đã ra đi. Arcanine. Arcanine. Rồi, chắc mình sẽ đổi qua con khác đi các bạn ơi. Mình cảm thấy không có ổn như lắm. Hitmap nó luôn nha. Ố, không được rồi. Hitmap phát nữa. Đó, dày nó mới chịu chết. Lại thêm một em Arcanine nữa. Nhưng mà nó xử cái con Nihilo của mình chết queo rồi kìa. Arcanine ngẫm củ tỏi luôn. Ồ, gặp thêm một cái ông nhà thách đấu khác các bạn à. Ồ, ở chỗ này có khá là nhiều nhà thách đấu đây. Mình rất là thích những cái vùng mình như này. Đó, chúng ta có thể rèn luyện chất chỉ số cho Pokemon rất là khỏe ở đây luôn nè. Lyren nè, chết quẹo một em. Ui, lại gặp con này nữa. Con này thì khắc tinh của hệ bay nha các bạn. Nó đánh rất là đau luôn đó. Ui, mày đánh đau hả con? Ô, skill của mình không có xì với nó. Mày. Rồi, xong tôi rồi. Power game các bạn có được. Đó, Mê tan là một khúc máu luôn. Rồi, chết queo của hàng của mình luôn rồi. Sai chiếc mê này mê tan. Rồi, không được rồi. Mega lên luôn cho nó sợ các bạn ơi. Đây là Mewtwo E nha. Đó, bao ngầu luôn nha các bạn. Rất là đã. Caesar nè. Ui, một hit mình chết queo luôn.
Mình sẽ cho ông Caesar thiệt đi ra mà tấn công nó nha. Caesar. Con thiệt của mình nó phải mạnh hơn chứ. Mày nè con. Lyron. À con này là Aaron chứ. Mình nhầm. Iron hết mày một phát nè. Mày nè con. Rồi. Ông này nhiều bộ mon quá các bạn ơi. Kinh khủng. Iron hết một phát nữa. Ồ vậy nó mới chịu. Ủa. Ủa cái ông nhà thách đấu của mình đi đâu rồi? Trời ơi chắc chờ lâu quá ông chạy đâu mất tiêu rồi các bạn à. Ui. Trời ơi tụi mình đi kiếm người thách đấu mà chơi mà chạy vậy. Chết quẹo luôn. Whismer hả mày. Rồi để mình quay trở lại cái Time Bay All Star mới được. Kiếm nhà thách đấu mà chạy mất tiêu rồi. Chơi kỳ cục. Nhìn cái Time Bay All Star này nó thiệt là ngầu các bạn ơi. Đây cái vòng qua Ashes nè. Nó đã với trưởng. Ha, tôi muốn hồi sinh mấy cái con kia quá. Nhưng mà mấy cái con UC với lại Azil nó không chịu xuất hiện. Nó mà xuất hiện thì mình có thể hồi sinh được rồi các bạn à. Thiệt là đáng buồn. Qua bên đây nó rộng quá gì ta. Có mấy con Ori Choreo màu đỏ nè. Gặp nó hoài luôn. À có vẻ là hết. Hết rồi các bạn ơi. Tới đây là đường cùng rồi. Chúng ta sẽ bay qua cái những cái hòn đảo phía trước nha. Nó hơi bị giật lắc một xíu. Cố lên cố lên. Cố lên cố lên. Sắp tới rồi. Lại đụng tới cái vùng Ultra Deep Sea nữa. Ăn rồi đụng nó hoài luôn á. Đó. Hạ cánh an toàn. Chúng ta sẽ tiếp tục đi lấy những cái rương thôi nha các bạn. Đi mở rương thôi. Ồ cái rương này nó nằm ở trọ cái tòa tháp ma luôn. Và kế bên đó nó có một cái tòa tháp Dien luôn nè. Wow có cái phi thiền luôn. Ghê quá vậy. Được Electric Game. Thôi mình sẽ không lấy đâu. Chúng ta cùng đi lên khám phá cái phi thuyền này luôn nha các bạn. Để mình coi thử trên đây có đồ không. Trên đây không có đồ rồi. Trời ơi gì chỉ có cái phi thuyền này là có đồ thôi các bạn ơi. Buồn quá vậy. Phi thuyền này có gì ngon không. Mình rớt than ra nè. Quá chừng quá đất luôn. Cha là Master Ball. Và đây là quả Master Ball thứ 11 nha các bạn. Quá xịn luôn. Oh, và được một cái Lutrous Orb nữa nè. Rồi thế là xong rồi. Quả thứ 11 à, ngon lanh canh đao. Những em Pokemon nào mà cứng đầu thì mình sẽ dùng cái quả Master Ball nha các bạn. Nhưng mà mình thấy là mình hầu như là không có xài cái quả đó luôn á. Nói chung là cầm cho nó chắc tay thôi. Đó khi nào cần thì chúng ta sẽ sử dụng nó sau. 11 quả Master Ball. Còn gì bằng nữa. Sau bao nhiêu công sức thì cuối cùng cái phi thuyền đó nó cũng đã báo đáp mình. Mình mở rất là nhiều cái phi thuyền DN luôn á các bạn à. Nhưng mà bữa giờ chưa thấy qua Master Ball. Bây giờ mới thấy được. Ở bên đây chúng ta có được một cái rương Master nè. Ồ và một cái ông gì đây. Hình như là nhà thách đấu rồi. Đúng rồi nhà thách đấu các bạn ơi. Nhà thách đấu ơi trên núi. Ồ Moon Tutor. Wow 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 mình sẽ xóa sẽ khóa mày lại chứ. Chứ sao nó xóa ông là chết luôn á. Khó lại khó lại. Khó lại. Khó lại. Rồi xong rồi các bạn ơi. Mình sẽ kiểm tra coi nó có skill gì. Shoden, Sweet Ascent, Revenge, Eruption, Laser Focus, Scary Face. Những skill không có xịn. Có được một cái Fusion Flare. Skill này dành cho mấy con như là Reshiram á. Nó sẽ học cái skill Fusion Flare này nha các bạn. Foresight, Firebunch, Foreplay, After You, Shoden. Rồi những cái skill này nó không có xịn cho lắm.
Hay trời ơi, cuối cùng gặp ổng nhưng mà gặp cái ông dởm các bạn à. Khi gặp chúng cái ông nào mà có những cái kill xịn á thì mình sẽ tiến hóa luôn. Tiến hóa như em huyền thoại các bạn à. Ông này thì không nằm trong số đó rồi. Hay da, thiệt là xui. Thôi chúng ta sẽ tiếp tục tìm ra một cái ông mới nha. May là bên thế giới Ultra, chứ bên thế giới thường thì rất là khó tìm những cái ông này luôn nha các bạn. Thế giới thường thì nó rất là rộng, địa hình nó cũng to nữa. Thế giới Ultra thì nó đỡ hơn rất là nhiều đó. Wow, cái con này nó cầm cây nè, rất là thiệt luôn ha. Đây là Timber nha các bạn, nhìn cầm cây thiệt quá trưởng luôn. Lycanroc nữa nè. Lycanroc thường. Bên khu rừng này có gì hot không? Chúng ta cùng đi qua coi nào. Có được một cái rương master nè. Ta là được BP mắc. Ngon. Đây là hồi những cái BP nha các bạn. Đó, những cái số lần sử dụng skill á. Ồ, học được out stress rồi nè. Đó, mình đã mạnh trở lại rồi đó. Chắc mình sẽ thay bằng cái skill rest này đi quá. Rest này nó khá là bất lợi cho mình. Tại vì nó hồi lại full máu nhưng mà nó sẽ bị ngủ trong 3 hiệp đó các bạn à. Mình cảm thấy skill đó mà đưa mấy cái con boss thì nó làm mình rất là nhanh luôn. Đâu rồi, cái big chest nằm ở đâu rồi? Nằm gì đâu mà tút dưới đây luôn. Và chúng ta đã phát hiện được một quả Beastborn các bạn ơi. Beastborn. Và ở đây là cái vùng Ultra Forest hả? Ồ, cũng xịn quá ha. Tính ra tập hôm nay được hai quả bon thôi hả? Còn gì hot không? Tôi đi thử 10 phút nữa coi. Nếu không có gì hot nữa thì thôi luôn nha các bạn. Ui, trong cái ngôi làng nó còn có thêm mấy cái phòng gym nữa các bạn ơi. Để mình qua coi thử. Nè, cái gym gì đây? Gym hệ băng các bạn ạ. Wow, xịn vãi chướng. Rồi, để mình lưu lại thành Ice Cream 2 luôn nha. Trời ơi, ngon lành canh đào liền. Ice Cream 2. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới đây kiểm tra coi thử. Ông này có bán đồ xịn không? Nếu bán đồ xịn thì mình mua hết luôn. Còn đồ dởm thì thôi. Ta là ôi bán bon mắc vợ trưởng, bán mấy cái XP này cũng mắc luôn. Ông này thì bán bán skill đây các bạn à. Metronome, Mega Punch, Flash Slurp, Beam, Perishit, Recycle, Steel Rock, Trail Destruct. Skill Cell Destruct này nó gây rất là nhiều sát thương nhưng mà mình bù lại mình cũng phải gánh chịu như vậy luôn các bạn à. Không có ngon lành gì đâu. Rồi, bay lên trên coi. Và cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi bạn ơi. Đây, đây chính là em Ultra Beast mà mình tìm kiếm nãy giờ đây. Xuất hiện tại vùng Ultra Jungle, nó chính là Boots Boots nha các bạn. Không biết đọc tên nó là sao đây. Boots Boots. Trời đất luôn, Phone Sweep nó một phát nha các bạn. Mình sẽ Mega lên Phone Sweep cho nó ngầu nha. Đó. Tìm kiếm nó bấy lâu, cuối cùng nó cũng đã xuất hiện. Đó, tập này phải có Ultra Beast mới được. Mình đang phấn đấu mục tiêu là một tập có được một em Ultra Beast các bạn à. Đây Boost Hu nè, nó còn một chấm máu thôi bạn à. Mình sẽ sử dụng cái quả Whipbon trước nha. Đây, đây là cái quả được nhân 5 tỷ lệ bắt ở cái quả đầu tiên. Quả không thành công rồi, mình sẽ chuyển qua em khác như là Mewtwo để mình sử dụng cái quả Beast Ball nha các bạn. Quả cầu chuyên biệt dùng để bắt mấy em Ultra Beast. Đó, Beast Ball ra trận. Và
Yes, chúng ta cũng đã bắt được em đó rồi. Và có một con Clefairy Shiny ở đây luôn. Chúng ta sẽ cùng đi qua bắt nó luôn nha. Ôi con này nhìn đẹp vậy. Nhìn nó xanh xanh các bạn ơi. Hai cái tai nó xanh xanh nè. Lụm nó gọn luôn nha. Mình sẽ dùng Whipball trước cái đã. Whipball. Yes, thành công liền. Để mình kiểm tra coi cái con puzzle này nó như thế nào nha các bạn. Đâu rồi, mới thu phục nó. Nằm ở đâu rồi ta? Hãy, nó nằm trang nào rồi? Puzzle. Nhìn nó khá là giống cái con mũi các bạn à. Đây, mình bộ cái heo cái đã. Puzzle. Ồ, to vãi chưởng luôn. Nó nhìn cơ bắp vậy. Và kích thước của nó là kích thước nguyên mẫu nha. Ôi con này nó đang bị trừ speed. Nó thuộc hệ bọ cũng như là hệ giác đấu các bạn à. Skill của nó nè. Ồ, Vistal Crew hả? Skill này lạ ha. Đó, con này thì mình không có thể cởi được các bạn ơi. Ôi, mấy cái con Ultra Beast thì hình như mình không có thể cởi được con nào hết á ha. Ồ, nhìn nó to vãi chưởng luôn. Cơ bắp nè. Ồ, lực xì mũi. Đúng rồi, nó là con mũi các bạn ơi. Ồ, đẹp vãi chưởng luôn. Phê loi. Ok. Quá xịn luôn. Ủa sao nhưng mà màu nó hơi bị tối ha. Đây, ra ngoài này nó mới sáng hơn một xíu nè. Đó, thấy được sáu muối của nó luôn. Rồi, như vậy là quá ngon rồi. Rồi, chúng ta sẽ cất nó vô lại nha. Đó, puzzle. Để mình coi mình có bao nhiêu em Pokemon rồi. 750 trên 809 em. Quá xịn luôn. Ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, nhớ để lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ ấn vào cái chuông ở bên cạnh cái nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi mà mình ra video nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Và like cái bay Fury Gaming ở Facebook đó nha. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này nha. Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.